Món ngon Hồ Gươm xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn món chả cá Hà Nội, hay còn gọi là món chả cá Thang Long, chả cá Lã Vọng, đều là một. Nguyên vật liệu chuẩn bị gồm có phi lê cá, mẻ, mắm tôm, bột nghệ, dầu ăn, lạc rang, bún, hành, rau hành lá các bạn nhé, thì là ớt, chanh. Chúng ta đã xong phần chuẩn bị, bây giờ chúng ta sang phần chế biến. Các bạn đầu tiên các bạn phải thấm cho cái cá này nó khô đi. Vì cái cá này là tôi mua cá người ta để đông lạnh. Làm cái món này rất cầu kỳ các bạn nhé. Chúng ta phải, các bạn có cá tươi làm thì càng tốt. Cá loại nào mà nó dày mình mà thịt nó dai là món này ngon. Nhưng ở bên Mỹ chúng tôi chỉ có cái loại cá này thôi. Các bạn có cá tươi mà cái loại cá nào nó không có cái xương răm ở bên xưa, cái bụng cá ấy, là một. Thứ hai là nó phải dai thì mới ngon. Bây giờ các bạn nhìn nhé, thì phần cá này nó chia ra làm hai, nó có cái vệt này nó chia ra làm hai nửa này. Đây là phần lườn này, đây là phần bụng này. Nếu mà khi mà ta cắt như thế này, khi nướng là cái phần bụng, hai cái phần này nó rời nhau ra. Vì vậy tôi phải cắt theo cái chiều mà nó có cái sọc này. Đây, cái phần thân này, lưng cá này, đây cái phần bụng cá này, các bạn cắt riêng ra như này để khi nướng nó không gãy khúc ra làm đôi. Đây này, các bạn nhìn nhé, khi nướng là nó gãy đôi ra như này. Vì vậy chúng ta cắt nó ra. Đó. Chúng ta cắt cá hình, người ta gọi là hình con chì nhé các bạn nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sang phần tẩm ướp các bạn ạ. Chỗ này là 1 kg cá. Chúng ta cho 2 thìa mẻ, 2 thìa cà phê mẻ nhé, hay gọi là cơm mẻ đấy các bạn. 1 thìa cà phê, mắm tôm, 1 thìa cà phê bột nghệ. Chúng ta trộn đều. Lúc nãy tôi giới thiệu các nguyên vật liệu để chuẩn bị cho món này, tôi quên mất cái phần giới thiệu là cần phải chuẩn bị có củ riềng nữa. Các bạn cho vào máy cắt nhỏ, cho vào máy xay nhuyễn như thế này. Các bạn nào không có xay được thì các bạn cho vào cối giã thật nhỏ như này, nhuyễn ra như này. Xong các bạn cho khoảng 2 thìa nước lọc để trộn đều lên nó thành cái hỗn hợp như này. Đây là riềng tôi đã xay nhé. Xay nhỏ như thế này. Rồi các bạn cho vào cái dây này lọc, lấy nước thôi.
Bây giờ chúng ta cho đến phần dầu ăn nhé các bạn nhé. Cái này, cái món này cần phải rất là nhiều dầu ăn. Chúng ta hầu như là ngâm ngập cái cá này vào trong dầu ăn. Nếu các bạn không cho nhiều dầu ăn thì khi nướng cái món cá này, khi nướng là cá nó sẽ vỡ hết ra, nó nát vụn ra vì cá rất là nhanh chín và nó lại rất là bở. Vì vậy khi ướp chúng ta phải cho nhiều dầu, ngập dầu. Tôi cho một bát ăn cơm mà dầu như thế này vào trong phần cá để ướp. Cái phần cá này các bạn ướp ít nhất là 4 tiếng, hoặc các bạn ướp qua đêm để cho món cá nó săn chắc. Các bạn lấy màng ni lông bọc, tôi lấy màng ni lông và bọc cái phần cá này và cho vào ngăn lạnh để ít nhất là 4 tiếng hoặc là phải qua đêm thì mới ngon. Chẻ sợi ra như này. Đây tôi đã chẻ xong phần hành. Bây giờ chúng ta cắt sang cái phần lá nhé các bạn. Cắt khúc như thế này. Khoảng từ 5 cm. Thì là chúng ta cũng cắt khúc như vậy. Bây giờ chúng ta pha nước chấm các bạn nhé. Ba thìa mắm tôm, ba thìa cà phê, rượu nấu ăn, các bạn cho một thìa cà phê rượu nấu ăn nhé, hay là rượu trắng. Chanh, một, hai, ba, ba thìa cà phê chanh. Chúng ta cần phải cho thêm món này đường nữa. Chúng ta cho rượu trắng hoặc là rượu nấu ăn và chanh đánh bông cái mắm tôm này cùng với các cái hỗn hợp chúng ta vừa cho vào. Các bạn cứ đánh bông lên nhé. Chúng ta đánh bông lên như thế này, như là đánh trứng ấy. Đường này thì các bạn tùy theo các bạn nhé, nhưng đây tôi cho 3 thìa cà phê đường. Các bạn có thể gia giảm theo sở thích của mình. Đây là cái phần tôi ăn theo khẩu vị của gia đình tôi, còn các bạn điều chỉnh nó theo khẩu vị của gia đình mình.
muốn cái món mắm tôm này không ăn nó không bị tanh hay là không có cái mùi đặc trưng của nó thì các bạn phải cho rượu. Nếu các bạn không có rượu trắng hoặc là không có rượu nấu ăn thì các bạn nước trà các bạn pha đặc, các bạn cho 1-2 thìa cà phê vào. Đấy là trừ trường hợp là chúng ta không có rượu. Đó, các bạn đánh bông lên này. Giờ tôi thử nếm xem đã vừa độ chua mặn ngọt đủ chưa nhé, đã không? Thiếu tí chanh, phải cho thêm chanh các bạn ạ. 5 thìa nước cốt chanh. Đó, các bạn đánh cho cái phần mắm tôm này, các cái hỗn hợp chúng ta vừa cho vào nó phải bông lên như này. Vừa rồi đấy ạ. Các bạn cho như thế là 5 thìa nước cốt chanh. Theo tôi là vừa, còn các bạn có thể điều chỉnh nhé. Điều chỉnh theo khẩu vị gia đình mình. Chúng ta cắt một ít ớt vào này. Nước chấm của chúng ta đã xong rồi. Thịt này tôi đã chuẩn bị trước, ướp từ cách được 4 tiếng rồi các bạn ạ. Giờ tôi lấy ra để xếp vào vỉ để nướng á. Cái này nướng phải bằng than hoa các bạn nhé. Các bạn không lo cái mỡ thời đâu, tí chúng ta còn phải vừa nướng mà phải vừa quét mỡ lên cho cái phần cá nó khỏi dính vào cái vỉ này. Và phần thứ hai nữa, khi chúng ta ăn là chúng ta lại phải nướng qua một lần, đặt lên chảo, đặt lên bếp trên chảo bàn ăn á, cho nên là chúng ta không lo cái phần thừa dầu này. Cái món ăn này ấy, nếu mà chúng ta không biết làm ấy thì làm thấy rất là khó. Khi nướng nó cứ vỡ vụn nát ra, nó như là mình làm trà bông. Còn khi đã các bạn đã làm theo đúng như tôi hướng dẫn này thì khi nướng xong là miếng cá nó vẫn còn nguyên vẹn, nguyên miếng luôn. Mà món ca chả cá này là 100% chuẩn luôn đó. Các bạn không cần, không, cái món này chưa không bị lai căng tí nào hết đó. Gia đình tôi đã nhiều đời ở Hà Nội, như ông bà ngoại, ông bà nội, rồi cha mẹ của tôi, bản thân tôi cũng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hà Nội 36 phố phường ấy các bạn nhé. Cho nên là cái món này các bạn cứ làm thử xem, rất là chuẩn, chuẩn Hà Nội luôn đó. Không bị lai căng một tí nào cả. Nhiều khi cái món này có bạn yêu cầu tôi làm, nhưng mà có lúc nó có thì là, có lúc không có. Cái món này ăn thì bắt buộc phải có thì là, vì vậy phải chờ đúng cái đợt nó có thì là tươi ngon thì mới làm được. Cái này không thể ăn với cái rau khác được, ngoài rau thì là mới hành. Bây giờ chúng ta nướng cá nhé các bạn. Nướng cá này chúng ta bắt buộc phải nướng bằng than hoa đấy các bạn nhé. Bằng than hoa mà khi các bạn nhóm ấy, nhóm cái than hoa này các bạn phải để cho nó còn cái màu trắng như này. Than nó đã được màu trắng lên hoặc là màu hồng, tất cả đỏ lửa lên, không còn tí màu đen nào nữa của than, thì bắt đầu chúng ta mới nướng cá được. Không là khi nướng cái than nó vẫn còn đen là nó có mùi hôi của than là ăn không được đâu. Bây giờ tôi đặt vỉ cá lên nướng các bạn nhé.
Nướng cá này lửa nhỏ thôi, chúng ta không nướng lửa lớn đâu. Mùi rất là thơm, màu lên cũng rất đẹp các bạn. Chúng ta phải xếp dầu liên tục như này để cho cá nó khỏi dính vào khuôn các bạn nhé. Nếu chúng ta không có nhiều dầu như này là chính chúng ta mở cái bình ra là nó nát hết ạ. Bây giờ cá của chúng ta được rồi đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn nhé, cá nhé, nó hơi cháy xém một chút thế này thôi. Chúng ta đừng nướng chín quá vàng, cháy vàng quá là khô cá đấy. Như thế này được rồi, các bạn nhìn chú ý nhìn kỹ nhé. Phần cá như thế này là được rồi. Giờ chúng ta mang vào để trình bày chuẩn bị ăn nhé. Đấy, cá của chúng ta đã nướng xong rồi đây này. Đấy, tôi mở vỉ ra các bạn thấy nó không dính không? Không hề dính vào cái vỉ nướng thế nào cả. Đó, đây miếng vẫn còn nguyên miếng các bạn này. Đó, đây nguyên miếng rất là ngon, không bị nát. Các bạn nhìn rõ không ạ? Đó, thế này là miếng chả rất là đạt yêu cầu, nó không bị vỡ nát ra, thế là rất là ngon. Giờ chúng ta chuẩn bị ra thưởng thức nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu thưởng thức món chả cá Hà Nội. Mời các bạn cùng vào thưởng thức với chúng tôi nhé. Khi ăn cái món chả cá Hà Nội này, các bạn cần chuẩn bị thêm một cái bếp.
một cái chảo nóng như thế này, chúng ta đổ dầu ăn hoặc cái chỗ dầu lúc ta lấy cá lúc ban đầu còn thừa dư lại cho vào đây, và chúng ta gắp một chút rau thì là thế này. Phần lá phần củ chúng ta làm trong chảo cho cái phần hành nó mềm ra. Món chả cá Hà Nội của chúng ta đã xong. Chúc các bạn thành công trong món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.